lại nữa vì chân như của địa giới bình đẳng nên chân như của như lai bình đẳng vì chân như của như lai bình đẳng nên chân như của địa giới bình đẳng vì chân như của thủy hỏa phong không thức giới bình đẳng nên chân như của như lai bình đẳng vì chân như của như lai bình đẳng nên chân như của thủy hỏa phong không thức giới bình đẳng như vậy hoặc chân như của địa giới bình đẳng hoặc chân như của thủy hỏa phong không thức giới bình đẳng hoặc chân như của như lai bình đẳng đều cùng một chân như bình đẳng không hai không khác. Lại nữa, vì chân như của vô minh bình đẳng nên chân như của Như Lai bình đẳng. Vì chân như của Như Lai bình đẳng nên chân như của vô minh bình đẳng. Vì chân như của hành thức, danh sắc, lục xứ, xúc thọ ái thù hữu, sanh lão tử bình đẳng nên chân như của Như Lai bình đẳng vì chân như của như lai bình đẳng nên chân như của hành cho đến chân như của lão tử bình đẳng như vậy hoặc chân như của vô minh bình đẳng hoặc chân như của hành cho đến chân như của lão tử bình đẳng hoặc chân như của như lai bình đẳng đều cùng một chân như bình đẳng không hai không khác lại nữa vì chân như của bố thí ba la mật đa bình đẳng nên chân như của như lai bình đẳng vì chân như của như lai bình đẳng nên chân như của bố thí ba la mật đa bình đẳng vì chân như của tịnh giới an nhẫn tinh tấn tịnh lự bát nhã ba la mật đa bình đẳng nên chân như của như lai bình đẳng vì chân như của như lai bình đẳng nên chân như của tịnh giới cho đến chân như của bát nhã ba la mật đa bình đẳng như vậy, hoặc chân như của bố thí ba la mật đa bình đẳng, hoặc chân như của tịnh giới cho đến chân như của bát nhã ba la mật đa bình đẳng, hoặc chân như của như lai bình đẳng, đều cùng một chân như bình đẳng, không hai, không khác. Lại nữa, vì chân như của pháp không nội bình đẳng, nên chân như của như lai bình đẳng, vì chân như của Như Lai bình đẳng nên chân như của pháp không nội bình đẳng. Vì chân như của pháp không ngoại, pháp không nội ngoại, pháp không không, pháp không lớn, pháp không thắng nghĩa, pháp không hữu vi, pháp không vô vi, pháp không rốt ráo, pháp không không biên giới, pháp không tản mạn, pháp không không đổi khác, pháp không bản tánh, pháp không tự tướng, pháp không cộng tướng, pháp không tất cả pháp pháp không chẳng thể nắm bắt được, pháp không không tánh, pháp không tự tánh, pháp không không tánh tự tánh bình đẳng, nên chân như của Như Lai bình đẳng. Vì chân như của Như Lai bình đẳng, nên chân như của pháp không ngoại, cho đến chân như của pháp không không tánh tự tánh bình đẳng, như vậy hoặc chân như của pháp không nội bình đẳng, hoặc chân như của pháp không ngoại, cho đến chân như của pháp không 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 tánh tự tánh bình đẳng hoặc chân như của Như Lai bình đẳng đều cùng một chân như bình đẳng không hai không khác lại nữa vì chân như của chân như bình đẳng nên chân như của Như Lai bình đẳng vì chân như của Như Lai bình đẳng nên các chân như bình đẳng vì chân như của pháp giới pháp tánh tánh chẳng hư vọng tánh chẳng đổi khác tánh bình đẳng tánh ly xanh pháp định pháp trụ thật tế cảnh giới hư không cảnh giới bất tư nghỉ bình đẳng nên chân như của như lai bình đẳng vì chân như của như lai bình đẳng nên chân như của pháp giới cho đến chân như của cảnh giới bất tư nghỉ bình đẳng như vậy hoặc chân như của chân như bình đẳng hoặc chân như của pháp giới cho đến chân như của cảnh giới bất tư nghỉ bình đẳng hoặc chân như của Như Lai bình đẳng, đều cùng một chân như bình đẳng, không hai không khác.